แบบนี้Làm cơm đi. Làm thôi. Tươi hôm nọ cái rau này héo quá. Rồi. Hai uống rau muống. Tí nữa cho em quãi một luống rau dền ở đấy không? Ui, mỏng quá đấy. Mỏng cái gì? Đâu? Nhanh tay đi, người ta đứng không á. Đây mình có bằng này thôi đúng không? Vâng. Còn bằng này à? Còn bằng này giống không? Đấy, hết tố này vừa đấy nhỉ. Chắc là đủ á. Yên tâm. Chỗ cũng dày đất một tí đi. Dày rồi còn gì nữa? Thế là thưa hơn chứ. Dày hơn. Thưa hơn một tí nữa. Bảo cúc thưa thì lại nói sang cúc dày. Thôi đi, bỏ thưa đất sang đi. Rồi. Rồi cháu ơi, cháu đi. Dạ, như tôi không đủ rồi. Cho thưa một tí. Nhớ đi. Mai đu đủ trồng dọc theo cái bờ này ở trước cửa nhà nhìn nó đây. Em muốn đu giống đu đủ luôn đấy. Sâu lên tí nữa đi trồng chỗ này này. Chỗ góc ấy. Vừa đủ đấy nhỉ. Chia cho nó đủ cho nó. Em thấy mấy cô ở xóm bảo là ở trên này có bão khoai nhiều lắm. Khoai hoặc miếng được, nhà đi lấy cái gì cũng được. Thì em đi đào khoai, anh ở nhà làm gì làm. Cái này để mai trồng rau dền luôn nhỉ? Mai rau dền. Mai gieo rau dền nó là nhổ cái này đi bán, nó là gieo hết sang đây luôn rồi. Trồng cái 4 cây trước. Đi đào khoai đây. Xả nước rồi đó. Tưới cái cũ kia đậm vào. Nó héo héo ấy. Quốc đi đào khoai à? Hôm nay anh làm nốt cổng đi cho sạch không sợ những mưa lại bẩn đi. Quốc đây này vừa. Đi ạ. Bye bye. Đi về sớm nhá. Vâng. Đi nhá. Về sớm nhá. Ở nhà làm một miếng con tóc nhá. Cho nó ăn Chơi bác đi chăn trâu đi đâu ấy? Hả? Bác đi chăn trâu đi đâu ấy? Chăn bò à? Chơi à? À lấy củi à? Lấy củi về chưa bác? Lấy củi chưa? Đây có một dây. Có thế, thử xem. Ui, có thế. Ôi, có thế. Sổ thế nhỉ? Thế đâu? Chưa thấy có củ nào. Thế mà họ bảo khu này nhiều khoai lắm. Không còn đây nào đây. Ôi, có ai đào này. Sao họ đào thử xem có không ạ? À, có khoai. Đấy rồi. Ngón tay vào đã. Buộc cái nữa. Đâu rồi. Mày không ra. Ba củ luôn một hố. Tuyệt vời. Đấy rồi. Một khoai tím. Ngon thế nhỉ. Nhìn nó muốn ăn rồi. 3 củ. Một hố cho đủ luôn. Không, mình xem nào. Ui ôi, chúng khoai rồi sao? Kêu quạt quạt này. Rồi. Một củ bé. Xem đây nào. Đây. 2 củ. Sao ra thôi. 3 củ. sự. Chó có gì nào. Trời ơi, cái củ khoai ôi. À, đây có một củ. Có phết. Ừ, mệt. Dạ. Rồi xem còn không, cố đào nốt đủ vui rồi đi chợ. Đây có một giờ, ấm gió mà. Trời quả thế, chắc là có. Đấy có một củ. Ôi trời ơi sao nước nhẹ thế này. Ôi trời ơi củ này sâu tím tím này. Trời ơi đáng đẹp lại vậy. Thử cái thế nào. Thế nhờ củ này sao thối được nhiều. Đấy có vẻ hoài tím đẹp này. Được, được, được. Đây. Mình chắc phải gần cân đấy. Đấy nhá. Tiếp. Đời đời này. Ôi. Thế này. Ây da, ây da. Cái đào bằng po thế. Ý da, hai củ liền. Ui dồi ôi, hai củ đại bác. Ê, củ này chắc phải cân giữ một củ. Tuyệt vời. Đấy nha. Đây này chắc là có đấy. Để xem nào. Để nốt nào. Ui dồi ôi, củ này nổi lên luôn. Là nổi lên nó đất à, không cần cuốc nữa. Xem nào. Ảnh đi. Ở thế này. Ngon thật, tuyệt vời. Ý dồi, chắc thế nhỉ. Ý dồi, ôi. Hết rồi. Một cụ thôi. Chẳng thành cái củ nào. Ôi ôi. À. Ôi dồi, củ to này mình đã làm sữa cái đầu nó rồi. Hai củ to đây này. Làm sữa hết hai cái đầu rồi. Bây giờ hai củ nặng phết. Ở đây. Để gùi đã. Đi chợ thôi. Ôi, đoạn này cũng được. Thế này còn không muốn về. Ây ôi, nặng thế nhỉ. Ấy, ấy, ấy. Tuyệt vời, mát quá. Thật, không muốn về luôn. Thôi. Quá rồi, đấy quá. Đi đâu đây? Củ cải ơi. Đâu đây? Đi vào đi để cho anh làm nhé. Ừ, thế chị chặt kỹ, chị bán bao nhiêu thôi đấy? 25.000 một cân bó. về rồi à? Ôi. Yêu em. Đi có bị mưa không? Ô sao ở đây mưa nhở, ở ngoài. Ở nắng à? Nắng mà. Thế á? Mỗi khu một khác nhỉ? Ngoài đấy nắng, ở đây lại mưa nhỉ? Để không ừ, khép vào đi vợ, khép vào đi. Một cái ơi, vào đi. Vào nhà đi con. Yêu em đó. Em ở nhà ngoan không? Ở nhà ngoan không? À. Không, ngắm thẳng không? Thẳng tương đâu? Thẳng. Có đúng ngắn vào đấy, cái này nó chưa khô. Cái kia khô hơn. Nó vấn để mai nó mới khô mới. Không sao đâu. Chen. Nói như em đi nấu cơm đây. Ờ, thế vợ về nấu cơm đi. Vâng. Vợ về đi hầm xương trước đi, nó nhiều. Vâng. Hôm nay nó củ khoai này ngon lắm. Dạ. Em khoai tí. Xương khoai nhờ. Vâng. Hôm nay hầm xương rồi chồng. Hầm xương trước cho nó nhiều ấy. Hôm nay rảnh nào làm luôn rồi. Ngon rồi. Cả ơi, ngủ em. Cơm luôn à? Đó, cơm luôn, không đói. Voi nhiều gạo đấy. Em đói mà nhỉ? Không làm ăn giúp em thôi. Ôi dồi ôi, trồng hồng nồi xương sắp cạn rồi. Dạ. Xương sụp. Cho nước vào nhiều chưa? Nhiều đấy. Để em nấu cơm đã. Cho ra mình cạo. Xong. Không rồi. Cái xô nó chậu toàn xi. Gầm đấy mà nó không phải xuống chợ cho lợn ăn nó kêu quá. Hả? Pha cái khác cho anh. Su Vợ làm ấy nhá, vợ chồng san cái này để mai quay tím đấy. À, san cái này để mai nắng này. Nắng cái nối đi để cho nó sạch. Hai bên này bị trồng hoa nhá. Yeah. Ăn nó thẳng đấy mới đổ. Ăn thẳng mới đổ chứ. Em lớp đất ở hai bên cạnh kia để chống hóa. Anh ơi, coi này bị chèn vào đá hay sao ấy, vẫn thối. Coi này chắc là ăn ngon lắm đấy nhỉ. Chúng ăn coi này bao giờ chưa? Hả? Ăn coi này bao giờ chưa? Chưa. Chưa? Em tưởng hồi bé anh ăn coi này rồi. Ăn không? Tránh ra. Tránh ra tí chị chọn. Trời ơi, tránh chị một tí nào. Anh ơi, củ cái nó còn nhai ngòm 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 luôn này. Ăn luôn á? Ừ. Còn chưa nấu chín nó đã đòi ăn. Ui ôi, nhiều này ăn hết không nhỉ? Khoai này ngon thế, chưa ăn nhìn nó ngon rồi. Chưa ăn nhìn nó ngon rồi anh ạ. Chín đẹp lắm, chúng nhìn xem. Này. Đẹp không? Sắp được ăn rồi anh ơi. Có khoai vào nhanh được không? Chắc. Cô cái. Mấy đây với chị nào? Máy là trồng hồng sơn xương trước. Hồng xương trước thì cho vào nhanh nhừ. Anh ơi đói không? Hơi đói rồi. Khoai chín là ăn thôi. Làm hai bên này để trồng hoa. Trồng hoa gì ở đấy? Hoa đồng tiền. Mình đang thiếu tiền để trồng hoa đồng tiền. Trồng hoa đồng tiền, hoa tiền. Khoai chín rồi anh ơi. Chồng ơi, về rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, khoai nhừ hết rồi. Ngon tuyệt vời. Củ cái ơi, cho em ăn trứng nhá. Em ăn trứng nhá. Ngon thế. Chặt cái gì đấy? Chặt gốc cây này đi để trồng hoa cho nó đẹp. Vâng. Xong vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Ừ. Em ăn trứng cho củ cái rồi. Đây nặng xong rồi. Củ cái ơi, em ăn trứng nhá. Cải có trứng ngon quá. Cải ơi, cháy ra rồi, cơm đấy, nóng đấy. Chồng ơi, về rửa tay ăn cơm. Được. Tối rồi. Xong rồi. Sao nó phẳng phẳng, trồng hoa nó mới đẹp. Vâng, mai đi trộm đi hoa về rồi. Thôi đẹp không? Đẹp. Phẳng phi này. Có xịn sò đẹp. Đẹp. Lắm nhá. Đẹp không? Hai bên này là trồng hai rễ hoa. Chân tay rồi. Bạn nước sâu. Cái đấy mỡ tanh đấy. Ủa bột thế. Khoai ngon lắm chồng ơi. Ủa đầy quá. Ăn hai bát khoai cũng cần để ăn cơm. Úi, bay cả ra ngoài. Ngon thế. Ui dồi ôi, quá tuyệt vời. Ăn chưa? Ăn rồi. Con gì ở trong đây chưa? Đây có con trâu ở đây về thế thôi. Vào đằng đấy. Chỗ này đầy rồi thế, anh làm sao bây giờ nữa? Ôi khoai ngon thế nhỉ. Quá ngon. Cho cụ cái ăn trứng nữa nhá. Trứng cho cháu chút canh này. Ăn canh nhá. Chú đã em. Này rồi, cho đi canh này. Ôi cụ cái. Đấy mà. Ô. Ăn đi. Ôi, đói rồi. Ăn đã thế. Em ăn đi nhá. Ăn xôi cơm ăn đi vợ. Củ cải ngon thế nhỉ. Ăn cơm đi không? Đi, ăn cơm đi. Củ cải nên đói như sao? Ăn miếng nhỉ? Ăn gì? Đấy. Thịt này, khoai này ngon. Đấy. Vợ chợ vất vả ăn nhiều rồi nhá. À. Khoai đỏ này ngon nhỉ? Khoai tím. Ừ, khoai tím. Quên mà khoai đỏ. Ôi dồi. Này ngon hết nhỉ. Ui nhỉ. Ngon thật nhỉ. Ừ. Ngon không? Ừ, ngon. Hôm nay bán hết khoai không? Hết rồi. Còn củ mang về ăn ăn. Ngon hết. Ngon. Ừ. Hầm xương nó ngọt nhỉ? Nước xương ngọt. Ừ. Con ăn trứng đi. Trứng ngon này. Cho con đi, để có một cái ăn sợ nó đói. Làm gì mà ăn đấy. Nó đi. Vợ ăn khoai không đỏ. Nhổ hết rồi. Ừ. Ừ. Còn ăn bên này đói nữa. Ừ. Ăn thôi. Ừ. Đói. Trứng cũng ngon mà. Ngon, vàng ngon. Này, hôm nay đói đấy nhỉ. Ăn tốt tết này. Đang ăn ngon lành. Ngoan tết. Cũng phải theo rồi. Sáng nay ngủ cả buổi sáng đấy. Ngủ ăn đi. Ăn khoai nó. Ăn thêm bát khoai nữa. Ăn đi, bạn nốt đi. Bát nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.